Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cuộc đại chiến của bọn mặt tâm hồn chó dại. Thì các bạn ơi, thì trong mấy hôm nay ấy, thì có rất là nhiều bạn đưa cho mình rất là nhiều những cái thử thách ấy, nhưng mà mình thì mình không thể làm được tất cả thử thách của bạn trong vòng một clip được. Vì thế mà mình sẽ cố gắng làm mỗi tập hai thử thách các bạn đưa ra nha, với cả là mình sẽ làm ba cái trận ở trong cái game bình thường. Và nếu các bạn vẫn muốn đặt thử thách cho mình thì các bạn hãy comment ở phía dưới nội dung là thử thách nha. Các bạn đừng cho anh bao nhiêu tiền, các bạn cứ đưa tất cả những cái con các bạn yêu cầu ra rồi mình sẽ chơi bằng cái số tiền của các bạn hoặc là ít hơn. Chứ các bạn đừng có mà kiểu như mà các bạn cho cái đội quân của bạn là 10.000, các bạn cho anh 1.000 bố mình cũng đỡ được. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với clip tiếp theo. Chúng ta sẽ vào phần chỗ nào nhỉ, quên bà đây, adventure. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi màn tiếp theo nhá. Only Dua Wielder gì nè. Let's go. Rồi, bên đây để xem nào. Để lại gần để xem cho nó có những cái gì đó anh em. Bọn này hình như bọn cầm chày hay gì ấy. Từ lại gần một chút nữa để xem cho kỹ. Rồi. Ai chà chà. Ôi thằng này, bọn này thú nhún à. What the hell, thằng này thú nhún này. Nguyên đội quân đang đứng nghiêm nghị thế này, có mỗi mình nó nhảy đau mỡ rồi. Thì bọn này là bọn cầm Ziu à. Mình có bao nhiêu? 4.200 à. Vậy chắc mình sẽ cho đờ kinh đi. Mình thấy đờ kinh khá là mạnh các bạn ạ. Đờ kinh là cân hết luôn, ba đờ kinh chắc cân hết bọn này quá. Ui, bọn này bị cái gì vậy? Láo này. Láo, để lại gần xem nào. Mình nghĩ là đờ kinh mạnh lắm. Đờ kinh là cân hết luôn. Đờ kinh nó quá mạnh ở trong cái trò này. Ui. À, chết một đờ kinh rồi kìa. Cuối cùng mình có thấy cảnh tượng của một đờ kinh bị chết các bạn ạ. Nhưng mà một quốc gia này không bao giờ có được ba vua các bạn hiểu không? Vì thế mà đó, thằng này nó giết thằng này được không? Mình vừa nói là một quốc gia không thể có ba vua. Ngay lập tức thằng đờ kinh kia nó chém chết một vị vua khác, nó lên làm vị vua đứng đầu. Mất dậy vãi cả đạn các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ tới màn tiếp theo. Ái chà chà, mình có 100. Và đây là một thằng cầm nĩa. Mình không biết là mình nên cầm con gì để có thể đối phó đấy với thằng cầm nĩa. Tạm thời mình sẽ sang cầm kiếm ra xem nào. Rồi, start. Cầm kiếm đấy thì cầm đĩa không các bạn? Ui, thằng cầm nĩa nó khỏe thế. Nó xiên cái chết thằng cầm kiếm của mình luôn. Mình cũng có một thằng cầm nĩa ở đây. Để mình thử cho thằng cầm nĩa ra. Hai cầm nĩa đấu với nhau thì hên xui nhá các bạn. Thằng nào đâm trước thắng thắng. Đỏ thế nhờ. Ok, màn thứ ba. Bọn này đang gặt lúa các bạn ạ. Đang vào mùa lúa. Ủa, mình có 8.000 lận. Đang vào mùa lúa nhá mọi người. Cho nên là mình sẽ chọn voi. Bồn lò. Ui, cho được có 4 con bồn lò à. Rồi, vậy là tạm thời là... Ôi chết rồi. Lỡ cho 4 con bồn lò rồi. Để xem nào. Xem là bồn lò có làm ăn được cái gì không nào. Ua. Ua, nắm đầu con bồn lò nó nắm đầu với cái này các bạn. Ui, nắm đầu đấm ạ. Vãi, cục xúc thế. Ơi, thua rồi. Con bồn lò nó nắm đầu với cái này nó đấm các bạn ạ. Mình không biết là bọn nào khắc chế mấy con này, cho nên là có vẻ như hơi khó rồi. Mình nghĩ là mấy con cầm liềm này thì nó sẽ không đánh lại được. Cái gì đây? 2.000 là con gì đây? Thần rớt. Phải không ta? Chuẩn mỡ thần rớt rồi. Thần rớt, ba thần rớt. Và mình còn 2.000 nữa cho đằng sau là bọn cầm khiên nhé mọi người. Cầm khiên. Đó, cầm khiên đứng để cho thần rớt bắn. Ok, let's go. Hy vọng là thắng. Thần rớt đứng sau rồi. Ồ, oh, wow. Wow. Wow, bắn điện ghê vậy. Vãi, ui, bọn cầm khiên chết hết rồi các bạn ơi. Bọn cầm khiên sao lại yếu vậy? Nhưng mà thần rớt mạnh quá. Ui, vị thần sấm sét. Tuổi dè. Ui. Mình không ngờ là thần sấm sét lại mạnh đến vậy các bạn ạ. Quá bá đạo luôn. Ok. Easy. Ok, thử thách đầu tiên là thử thách của bạn Thái Sơn các bạn ạ. Bạn ấy kêu là cho 100 con Busku với lại 3 con đờ kinh. Ủa, cái này đâu phải thử thách đâu, cái này là chiếu phim cho mọi người xem mà. Tuy nhiên là ok, mình sẽ bắt 3 đờ kinh nha. Coi như bạn ấy bắt là 100 con Busku, mình sẽ bắt con 3 con đờ kinh. Ok, để xem là bên nào sẽ thắng nhá các bạn. Hiện tại là không có... Ủa, bên đỏ, bên xanh. Rồi, mình sẽ bắt 3 đờ kinh nha. Bạn ấy sẽ bắt 100 Busku và mình sẽ bắt 3 đờ kinh để xem bên nào sẽ thắng. Rồi, 3 đờ kinh. 1, 2, 3. Các bạn cũng đoán thử xem bên nào sẽ thắng nha. Trước khi mà mình cho chúng nó đánh nhau thì các bạn hãy đoán trước nha. Để xem các bạn đoán đúng hay sai. Đấy, các bạn cứ đoán thì mình đoán là đờ kinh ấy. Còn để xem là 100 con Busku nào. 100 Busku thì nó khá là đông ấy anh em ạ. Đâu nhỉ? Chỗ nào ta? Mình đã quên báo chưa nào? Đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ui, sau khi mình xem một hồi thì mình lại suy nghĩ lại các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn lựa chọn 3 đờ kinh nha.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đại chiến nha. Trước khi đại chiến mình sẽ cho các bạn 5 giây để các bạn lựa chọn. 5, 4, 3, 1, ok, các bạn đã lựa chọn xong rồi đúng không? Let's go. Mình chọn 3 đợt kinh nữa nha. Nào, chém nó. Ua, 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 ua. Ây, đợt kinh bị rơi vực rồi. Rơi xong sông, ui, đồng quá. Đồng quá, ôi, đợt kinh sao. Đợt kinh chìm luôn các bạn. Ôi, có thắng được không ta? Ui, có khi nào? Ui, nó chém một cái là cả. À, đợt kinh bắt đầu phản nhau rồi. Ui kìa, nó chém một cách cả khúc luôn. Ôi, ô, đợt kinh vẫn sống các bạn ơi. Ô, mình không ngờ đợt kinh thắng luôn đấy các bạn. Mình cứ nghĩ là đợt kinh sẽ thủ. Đợt kinh, ui, tụt đấy, tụt đấy. Ờ, còn một đợt kinh nữa. Nãy giờ có hai đợt kinh chết là do bị té giếng các bạn ạ. Ui, nhưng mà đợt kinh này trâu lắm. Này, bu school đợt kinh này. Đợt kinh chỉ thích gọi là thi tầm phị nữ gì thôi. Ui, một mình ông này cân hết luôn. À, vẫn còn bám này, bám này. Ui, hai con này vẫn bám này. Bám này. Còn một thằng nữa. Ui. Nào. Chém đi. Chém đi. Ui vẫn nhảy vào. Bọn này thật là man dợ. Thật là dâm dê. Đấy các bạn nhìn thấy đấy. Rồi kìa. Rồi xong. Chơi the boo. Còn đâu? Còn ai nữa? À lại giả chết. Giả chết. Giả chết. Ui. Dã man con ngan vậy. Ok ok, cẩn thận tự đâm mình. Ui nào tự đâm mình nó chết không ta? Ui vãi đâm này. Ui. Nhiều là đang chơi trò gọi là chọc tiết lợn đấy các bạn. Sợ vậy. Ui dồi. Con thằng nào còn sống vậy? Đang nhảy gọi là samba ở trên người mấy thằng này. Ui dồi vãi trưởng. Nào. Mình nhìn đâu còn ai sống đâu ta. Ủa kìa. Ui dồi. À còn một thằng. Mày giả chết. À nó cầm cu. Nó cầm cu hôm này. Nhưng nó vẫn chết các bạn đấy. Đấy là mình thắng nhá mọi người. Biết ngay mà. Mình nghĩ là đợt kinh mạnh lắm, đợt kinh chưa bao giờ làm mình thất vọng luôn. Ok, và thử thách tiếp theo là của bạn Đức Tùng Nguyễn. Anh có 15-20k, tùy anh chọn. Em có 3 rớt, 3, 2 con bồn lò với một vị vua. Ái chà, đấy nhá, bây giờ mình sẽ làm theo lời của bạn ấy trước. Clear bên đây đã. Rồi, đầu tiên là bạn ấy kêu là anh có em có 3 rớt đúng không? Rớt là con nào ta? Rớt là cái con thần sét đấy à? Đây. 1, 2, 3, 3 rớt đúng không? Rồi, hai con bồn lò đây. Đó, hai con bồn lò với lại một vị vua. Ok. Một vị vua. Bạn ấy là có 10k. Trời, bạn ấy có 10k, bạn ấy cho mình 20k. Bạn ấy bị điên rồi. Không sao, mình vẫn rất là vui khi nhận được cái lời thách thức của bạn đấy. Đây nhá, ba rớt này, hai bồn lò với lại một vị vua nha mọi người. What the hell? Bây giờ tới được bên mình. Để mình xem nào, bên mình có con gì nào. Ui, thoa. À, không phải thoa. Con gì á? Nhưng mà nhìn nó khắm lắm. Con gì đấy, mình thử cho mấy con mới nào. Ngựa. Cái thuyền à. Thôi dẹp thuyền đi. Xem nào. Tại sao bạn ấy có thể lựa chọn cái ba con chiến vệ binh này. Đó, mình cũng có thần rớt. Mình là 15.000 đúng không? Mình mới chơi hết có 4.000 à. Ba vị vua. Đó, với lại thần rớt. Vậy là mình kiểu gì cũng thắng rồi, bạn ấy tính kiểu gì, bạn ấy tính về sai rồi. Đấy, 15.000 nhá. 15.000 đến 10.000, mình nghĩ là mình thắng chắc rồi các bạn. Ua, ôi vị thần Cupid các bạn ạ. Thần Cupid nhá. Này, rồi thắng chặt rồi anh em ơi. Này, Win, này. Thật là một cái thử thách cực kỳ ấu trĩ và mình đã giành chiến thắng. So easy các bạn ạ. Không ngờ nó lại dễ dàng như vậy. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share video để ủng hộ cho mình. Và nếu các bạn có thử thách gì hãy đặt xuống phía dưới. Lưu ý là các bạn chỉ cần đặt cho các bên các bạn là những cái vị trí gì và những cái con gì thôi. Còn tiền ấy thì mình sẽ chơi sao cho bằng hoặc ít hơn bên các bạn. Ok, còn bây giờ thì bye bye.